một kiểu mua bán kỳ lạ. Trả tiền lại sau khi mua. Từ con dao rẻ hời cho đến gia dụng đắt tiền. Đặc biệt, khách hàng còn được giảm giá khủng suốt đời khi mua hàng tại siêu thị của Mắt tại tỉnh Đồng Tháp. Với như vậy, ai mà không sợ bẫy? Thưa quý vị và các bạn, cũng tại những lời hứa đó mà nhiều ngày qua có rất nhiều bà nội trợ ở phường 4, phường 6, xã Mỹ Trà và mới đây là phường 2 của thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp không tiếc chi hầu bao để mua các mặt hàng gia dụng từ dịch vụ rao bán lạ đời của một công ty tại Hà Nội. Có thật là khi mua thì được những lợi ích rất ngọt ngào như lời hứa. Mời quý khán giả cùng phóng viên tìm hiểu thực hư câu chuyện mua bán này. 2 giờ trưa, không khí mua bán sôi nổi tại hội trường Trung tâm Văn hóa Học tập Cộng đồng phường 2, thành phố Cao Lãnh. Từ con dao có giá rẻ hời cho đến cái chảo đa năng đắt tiền này, tất cả theo lời hứa đều sẽ được hoàn 100% số tiền sau khi mua theo các gói khuyến mãi tri ân từ 2 triệu đến 50 triệu đồng từ công ty đầu tư xây dựng và thương mại tổng hợp cuối tháng. Đặc biệt hơn, khi mua chiếc nồi cơm điện với giá 2.250.000 đồng, khách hàng còn được hứa hẹn sẽ được giảm giá khủng tại siêu thị Co-op Cao Lãnh và Sa-đéc với thời hạn là suốt đời. Thế nhưng phía Co-op Cao Lãnh lại không hề biết có chuyện này. Thời gian công ty Quyết Thắng thì mình chưa có một cái liên kết nào với đối tác này trong cái thời gian này. Về cái chương trình từ đây tới 2 tháng 9 thì tại đơn vị của mình là không có cái chương trình nào mà mình bốc thăm trúng thưởng cho khách hàng. Chỉ có những cái chương trình khuyến mãi tại đơn vị của mình là để tặng kèm những sản phẩm còn giảm giá. Trở lại với hội trường Trung tâm Văn hóa Học tập Cộng đồng phường 2, có 6 người đang chuẩn bị số tiền hơn 2 triệu đồng để mua chiếc đồ cơm điện. Lúc này, đại diện chính quyền địa phương đã đứng ra ngăn cản, bởi vừa kịp phát hiện công ty đầu tư xây dựng và thương mại tổng hợp cuối tháng này đã từng bị phạt vì bán hàng kém chất lượng ở địa phương khác trước đó. Và phường đã mới phát hiện cái video clip phát tán trên mạng của công ty này tên là Quảng Ngãi. Và Quảng Ngãi thì phường cũng nghi ngờ công ty này, do đó là đã truyền tay nhau nói nhỏ với người dân là ngăn cản là không cho người dân mua. Theo Sở Công Thương Đồng Tháp, công ty Quyết Thắng có quyền quảng bá sản phẩm với điều kiện mặt hàng đảm bảo chất lượng, và nếu có chương trình khuyến mãi thì phải đăng ký với Sở Công Thương. Tuy nhiên, công ty này không thực hiện đúng những quy định trên. Trường hợp họ nói với người tiêu dùng rằng là họ đã phối hợp với lại chỗ siêu thị Cốc Mắc, mà siêu thị Cốc Mắc là không có xác nhận là không có hợp, thì họ vi phạm, đó là lừa dối người tiêu dùng, lừa dối khách hàng. Cái đó là vi phạm về cái luật hình sự. Chiêu bán hàng kèm theo những khuyến mãi vô tiền khoáng hậu kiểu này không phải là lần đầu xảy ra tại Đồng Tháp. Cách đây không lâu, nhiều người dân ở huyện Cao Lãnh đã từng sập bẫy. Thế nhưng chiêu trò này vẫn còn đang tiếp tục, và nếu không kịp cảnh giác thì chắc chắn sẽ còn nhiều người bị dính quả lừa.